Hôm nay, ngày 18 tháng 5 năm 2024, thứ bảy, tuần thứ bảy, mùa phục sinh, năm chẳng, trích sách Tông đồ Công vụ: Khi chúng tôi đến Roma, Phaolô được phép ở nhà riêng với người lính canh. Sau ba hôm, ngài mời các đầu một người Do Thái đến. Khi họ đến, ngài nói với họ: Thưa anh em. Giờ tôi đây không làm điều gì phạm đến dân tộc hay tục lệ tổ tiên mà tôi đã bị bắt tại Jerusalem và bị nộp trong tay người Roma khi đã điều tra họ muốn thả tôi vì tôi không có tội gì đáng chết nhưng người Do Thái chống lại nên tôi buộc lòng phải nại đến hoàng đế nhưng không phải là tôi có gì kiện cáo dân tôi do đó tôi đã xin gặp anh em và nói chuyện. Chính vì niềm hy vọng của Israel mà tôi phải mang xiềng xích này. Suốt hai năm, Ngài trú tại ngôi nhà đã thuê, tiếp nhận tất cả những ai đến gặp Ngài. Ngài rao giảng nước Thiên Chúa và dạy dỗ những điều về Chúa Giêsu một cách giản dĩ, không có ai ngăn cấm. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Lây Chúa, người chính trực sẽ nhìn thấy tôn nhang Chúa Chúa kiểm soát người hiền đức Kẻ ác nhân, ai chung điều ác Thì linh hồn người ghét bỏ Lây Chúa, người chính trực sẽ nhìn thấy tôn nhang Chúa Trên lũ tội nhân, người làm mưa thang đò diêm sinh Và phần chán của chúng là luồng gió lửa bởi Chúa công minh nên người thích chuyện công minh Người chinh trực sẽ nhìn thấy thiên nhan Lây Chúa, người chinh trực sẽ nhìn thấy tôn nhan Chúa Alleluia, Alleluia Thánh thần sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa vinh danh Chúa. Khi ấy Phêrô quay lại thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, cũng là người nằm sát ngực Chúa trong bữa ăn tối và hỏi: Thưa thầy, ai là người sẽ nộp thầy? Vậy khi thấy môn đệ đó, Phêrô hỏi Chúa Giêsu rằng: còn người này thì sao? Chúa Giêsu đáp: Nếu Thầy muốn, nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con. Phần con cứ theo Thầy. Vì thế có tiếng đồn trong anh em là môn đệ này sẽ không chết, nhưng Chúa Giêsu không nói với Phêrô nó sẽ không chết, mà người chỉ nói: Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra và chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thật còn nhiều việc khác Chúa Giêsu đã làm nếu chép lại từng việc một thì tôi thiết tưởng cả thế giới cũng không thể chứa hết các sách viết ra đó là lời Chúa lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa để nền giống Chúa hơn còn có nhiều điều khác Đức giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ, cả thế giới cũng không đổi chỗ chứa các sách viết ra. Do An chương 21, câu 25 Suy niệm, cầu kết thúc của tin mừng theo Thánh Doan tưởng chừng là dấu chấm hết, nhưng lại mở ra một viễn cảnh mới, dẫn chúng ta vào kho tàng vô tận là màu nhiệm Chúa Kitô có những điều Chúa nói, ngôn từ thật đơn sơ, nhưng ý nghĩa thì sâu thẳm. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Do An chương 3 câu 8 Có người môn đệ kia, theo sát thầy từng bước, đến cả dưới chân thập giá chỉ tự nhận mình là người được Chúa thương mến. Phải chăng có ý dành một khoảng trống để mỗi người đọc điền tên mình vào chỗ người môn đệ biết ẩn đó? Và chính Đức Giêsu là một huyền nhiệm vô biên, vô cùng. Như Ngài đã nói với phê đi Thầy ở với anh em bé lâu, thế mà anh em chưa biết Thầy ư. Chúa mang thân phận con người như chúng ta, nhưng ngài là chính con một thiên chúa càng chiêm ngắm những gì chúa nói chúa dạy chúa sống ta càng đi sâu vào màu nhiệm và càng gần chúa hơn để giống ngài hơn phúc âm do an kết thúc để mở ra tới vô cùng là như vậy bạn thân mến hẳn bạn cảm nghiệm được lời chúa không phải là những con chữ chết khô nằm trong cuốn sách gọi là kinh thánh trái lại đó là lời hàng sống. Khi bạn suy gẫm lời Chúa, bạn đi vào trò chuyện với Chúa đang sống. Bạn nhớ dành thời gian để đọc và suy gẫm mỗi ngày để sống thân tình với Chúa và nên giống Ngài hơn. Cầu nguyện Lạy Chúa Lời Chúa là sức sống của con. Xin cho con luôn say mê lời Ngài. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày cánh diều người romani nói về nguồn gốc của trò chơi thả diều bằng mỗi chuyện như sau tại một làng kia có một người nghèo mà ai cũng gọi là cốp cốp là tên gọi không mấy thanh cao trong ngôn ngữ Sumeni. người ta gọi ông bằng tên ấy vì có miệng xuống răng cũng như đôi chân khập khiễng của ông con người có dáng vẻ xấu xí ấy lại dĩ nhiên chỉ có thể là một người nghèo mà thôi không vợ không con ông cốt lầm than như tất cả những người nghèo khác đi đến đâu ông cũng trở thành trò đùa cho mọi người vậy mà có người ấy không hề than thân trách phận hoặc tỏ ra giận dữ buồn phiền mỗi khi bị chọc ghẹo cả đời ông chỉ có mỗi một băn khoăn là chưa hề làm một việc thiện cho người khác ông yêu người ông muốn tặng thật nhiều quà cho mọi người nhưng ông cảm thấy mình quá nghèo để có thể thực hiện được giấc mơ ấy ông thường tự nhủ bệnh tật đau yếu khốn khổ, khổ chết chóc đó là số phận chung của mọi người ai không nhỏ lệ thì cũng khóc thầm trong lòng nước mắt là cơm bữa của loài người do đó cần phải làm cho con người phấn khởi vui tươi nghĩ thế ông trình bày lên chúa ước nguyện như sau Xin Chúa cho con có thể mang lại cho những người đau khổ một quà tặng. Một quà tặng cho nhân loại đau khổ, nhưng ông Cốp vẫn không biết món quà đó phải như thế nào. Trong khi chờ đợi, mỗi lần bị cười chê, mỗi lần bị đem ra làm trò cười, ông vẫn từ cười với ý nghĩ rằng, ít ra mình cũng làm cho người vui. Sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng ông có mới tìm ra được món quà tặng mà ông sẽ mang lại cho nhân loại đau khổ. Đó là một cánh diều bay lơ lửng trên không. Nghĩ đó là sự lên hứng của Chúa, ông Cốp đi nhặt tất cả những gì cần thiết để làm một cánh diều. Ông miệt mài cắt sáng sơn vẽ để hoàn thành được một con diều ống ả sáng chói như một đĩa bay khi cánh diều gặp gió bay cao cả dân làng kéo nhau ra cánh đồng để nhìn ngắm cánh diều của ông cóp mọi người đeo mắt nhìn đến không trung và quên hẳn những mọc nhằn của cuộc sống đó là quà tặng mà người khốn khổ nhất của ngôi làng đã mang lại cho người đồng loại của mình một tác giả nào đó đã nói trái tim không phải là một món hàng để mua bán mà là một món quà để trao tặng một trái tim không biết trao tặng là một trái tim chết sự giàu có và nghèo nàn có thể phân biệt con người thành giai cấp thứ bậc. Có người tiền rừng bạc biển, có người nghèo rất mồng tơ, nhưng mỗi người chỉ có một quả tim. Và quả tim đó lẽ ra phải giống nhau, bởi vì người ta không thể cân lường được quả tim. Do đó, quà tặng xuất phát từ quả tim đều vô giá. Giá trị của món quà không hề tại ở số lượng của tiền của, mà ở quả tim được gói ghém trong món quà Chúa Giêsu đã nhìn thấy quả tim mà một người đàn bà quá đã gói trọn trong một đồng xu nhỏ dân cúng đền thờ. Nhân vật cốt trong câu chuyện của người Romani trên đây đã đặt tất cả con tim của mình vào cánh diều để làm vui cho con người. Một ánh mắt, một nụ cười, một lời nói an ủi, một bàn tay nâng đỡ. Đó là bao nhiêu quả tim mà con người có thể trao tặng cho nhau và có thể là những món quà cao quý nhất mà những người xung quanh đang chờ đợi nơi chúng ta bài trích sách lẽ sống